Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay là, thưa quý vị, ngày hôm qua Đại hội Đảng Cộng Hòa, mà có người gọi là Đảng Trump, đã khai mạc tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Và Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt đầy đủ 4 ngày này. Vì sao gọi là Đảng Trump thì ngày hôm qua chúng tôi đã giải thích quý vị rồi. Trong 12 cái người mà diễn giả chính thì hết 6 người trong gia đình Tổng thống Trump. Và trong 4 ngày mà có 4 cái bài diễn văn chính đó, thì có hết là 4 người trong gia đình Tổng thống Trump tham dự. Ngày đầu tiên là ông Donald Trump Jr. là con trai trưởng Tổng thống Donald Trump. Ngày hôm nay thì bà Melania Trump là đệ nhất phu nhân sẽ đọc diễn văn ở tại Rose Garden ở trong tòa Bạch Ốc. Ngày mai thì là Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân sẽ đọc diễn văn ở tại Baltimore, tiểu bang Maryland. Và cuối cùng Tổng thống Donald Trump sẽ đọc bài diễn văn nhận sự đề cử của Đảng Cộng Hòa tại South Lawn, trong tòa Bạch Ốc, cùng với ái nữ Ivanka Trump. Như vậy là trong 4 ngày, mặc dù là chỉ có 3 ngày có gia đình Trump, nhưng có tới 4 người tên Trump đọc diễn văn đó. Và trên màn hình quý vị, đó là Tổng thống Donald Trump khai mạc cái đại hội ngày hôm qua. Và ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một thông điệp mà người ta gọi là, trong thuật ngữ chính trị gọi là fear factor. Fear factor là gì? Fear factor là gây sự sợ hãi cho người ta để người ta không bầu cho đối thủ của mình. Đó. Và điều này đã được nhiều chính trị gia áp dụng. Ví dụ như hồi thập niên 60, năm 1964, nếu tôi không lầm, là lúc đó ông Tổng thống Lyndon Johnson của Đảng Dân Chủ ra tranh cử với lại Thượng nghị sĩ Barry Goldwater của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Arizona. Thì lúc đó ông đã chạy cái quảng cáo, một cô bé cầm cái hoa cúc có 10 cánh và ngắt từng nhánh hoa, từng cánh hoa và đếm từ 10 cho đến 0. Thì tới 0 một cái thì nó hiện lên cái cột khói cao giống như cái nấm, đó là bom nguyên tử. Thì trong cái thông điệp đó, mặc dù là cái người đã không nói gì cả, nhưng ai cũng hiểu rằng nếu mà bầu cho ông Barry Goldwater thì sẽ có chiến tranh nguyên tử. Bởi vì lúc đó người ta rất là sợ nguyên tử, bởi vì nó là khoảng 20 năm sau khi Hoa Kỳ thả 200 bom xuống Nagasaki và Hiroshima bên Nhật. Thì sau đó bên ban vận động của ông Barry Goldwater cũng như ngay cả bên ban vận động của ông Lyndon Johnson đã phản đối chuyện này, bảo là anh chơi cái này là quá hợp. Thì ông rút xuống cái toilet rồi. Và sau này các sử gia họ nghiên cứu đó là một trong lý do mà làm cho người ta sợ, người ta không bầu cho bộ Goldwater và bầu cho ông Lyndon Johnson. Đó. Thế thì bây giờ Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua cũng dùng cái fear factor. Thứ nhất, ông nêu ra hai điểm. Điểm thứ nhất là gì? Nếu mà quý vị bầu cho Joe Biden thì coi như là sẽ có tiếp tục có các cuộc biểu tình ở tại Minnesota và Oregon. Đó. Cái thứ hai là nếu quý vị bầu cho Joe Biden thì nền kinh tế sẽ thê thảm. Đó. Và chúng ta nhớ là hôm nọ Tổng thống Trump cũng nói, nếu mà tôi thua bầu cử thì coi như Trung Quốc sẽ làm chủ nước Mỹ và tất cả chúng ta sẽ phải học tiếng Hoa. Đó. Và ngày hôm qua ông đưa ra thêm một fear factor nữa, đó là ông cảnh báo cuộc bầu cử này sẽ là cuộc bầu cử gian lận. Đây là cái điều ông đã từng làm năm 2016, và ông tố cáo là bên bầu cử gian lận sau khi bà Clinton thắng ông 3 triệu phiếu phổ thông. Tuy nhiên ông vẫn tuyên thệ tổng thống, mặc dù gian lận nhưng mà ông coi như ông là tổng thống của cuộc bầu cử gian lận. Thì kỳ này ông cũng tố cáo luôn là gian lận. Và chúng ta biết trong những ngày qua ông mà tổng giám đốc bưu điện, ông Louis DeJoy đã làm những việc gì chúng ta đã biết rồi. Và hôm thứ hai vừa rồi ông ra điều trần trước Hạ viện thì ông có thừa nhận là những cái thay đổi của ông là nó thất bại và ông sẽ tạm ngưng không thay đổi cho đến sau cái bầu cử. Tuy nhiên ông vẫn nhất quyết không đưa lại những cái máy đếm thư mà ông ra lệnh giờ đi khoảng hơn 600 cái máy. Và trong cái cuộc điều trần trước đó ở bên Thượng viện thì người ta có hỏi ông có liên lạc với ông Trump không, bởi người ta nghi là ông Trump chỉ đạo. Ông bảo không, tôi không liên lạc trực tiếp gì với ông Trump cả. Nhưng mà ngày hôm qua điều trần bên Hạ viện ta bảo là ông có liên lạc nhưng mà qua cái người trong ban vận động của ông Trump. Liên lạc cái gì thì chưa ai biết. Và bây giờ bên Hạ viện cho Đảng Dân Chủ kiểm soát đang gọi là điều tra cái vụ này. Thì đó là những cái chuyện xảy ra trong cái ngày khai mạc ngày hôm qua. Và một lần nữa cho thấy là Tổng thống Donald Trump ông lại sợ là có bầu cử gian lận. Tức là nếu mà có thể mà ông thua thì ông sẽ không công nhận kết quả này. Đó. Thành ra nhiều người nghĩ rằng là ông chắc ông sợ thua hay sao, cứ là bầu cử gian lận hoài.
mình làm tổng thống mà mình lại đang làm tổng thống của đất nước, mình bảo là bầu cử gian lận, nó chẳng khác nào tôi đang ở trong nhà. Mà tôi bảo sao tiền cứ mất hoài, tiền cứ mất hoài làm ăn sao đây? Đó, đại khái vậy, không biết là tôi quản lý vợ con tôi sao. Đó, đó là cái chuyện gọi là fear factor mà ngày hôm qua tổng thống Donald Trump đã sử dụng thành công. Ngày hôm qua chúng tôi chú ý đến cái câu mà tổng thống Donald Trump nói với các người ủng hộ trong ngày hôm qua. Cứ nói lên đi 12 năm nói vậy cho tụi nó sợ. Nói như vậy cho tụi nó sợ. 12 năm là gì? 12 năm có nghĩa rằng ông nói rằng là cái nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ anh gian cho nên không tính. Tôi lỡ làm rồi nhưng mà không tính thì bây giờ tôi phải làm thêm cái nhiệm kỳ 8 khác. Năm nữa. 8 năm nữa thì nhiều người nói rằng là tại sao nói cái chuyện này không đúng, nhưng mà ngày hôm qua quý vị theo dõi, quý vị thấy rằng là tổng thống Trump nói rằng là cứ nói đi 12 năm, cứ leo lên 12 năm đi. Để cho tụi nó sợ. Đó là cái cách của một vị tổng thống Donald Trump hành xử như vậy. Thì cái đó là cái điều chú ý. Nhưng mà ngày hôm qua cũng có nhiều cái sự kiện, nếu mà chúng ta xem thì chúng ta thấy phải là hơi suy nghĩ là những chuyện đó nó có thật hay không. Thí dụ như chuyện là đem hai cái vợ chồng mà chĩa súng vào cái đoàn người biểu tình, giống như chuyện đó. Ra đây họ nói và họ tuyên bố rằng là nếu mà để dân chủ lên thì là dân chủ sẽ dẹp những cái căn nhà single home zone, họ sẽ dẹp đi những căn nhà đó. Thì chuyện đó chúng ta chưa bao giờ chúng ta nghe cái chuyện đó bao giờ cả. Thì ngày hôm qua phải nói rằng là rất là challenge để mà nghe một số diễn giả nói về những cái vấn đề mà mình chưa bao giờ mình thấy. Cũng như là chúng ta có nghe chuyện rằng là bà Nikki Haley có nói rằng là nếu mà ông Joe Biden lên thì coi như là sẽ lấy đi cái chính phủ sẽ lấy đi cái healthcare. Thì cái chuyện này chúng ta nghe rất là nhiều từ hồi cái lấy đi healthcare là gì anh? Có nghĩa là các chương trình coi như healthcare sẽ bị hủy bỏ, sẽ bị chính phủ sẽ lấy những cái chương trình bảo hiểm tư nhân. Lấy sao chính phủ lấy được? They want a government take over healthcare. Đó là thông điệp của bà Nikki đang nói ngày hôm qua. Mà khi nói ngay như vậy thì cho đến bây giờ tức là nếu mà bầu lên thì chính phủ sẽ quản trị chương trình healthcare đó. Thì cái chuyện này chúng ta nghe từ hồi đầu cái vụ Obamacare cho đến bây giờ. Và cái chuyện này cứ được đi hâm nóng lại. Mà rốt cuộc chúng ta thấy trong thời gian vừa qua cái chuyện Obamacare, chúng ta thấy cái ngón tay nó chỉ xuống như thế này, nó đã quyết định mọi chuyện. Mà những cái chuyện nó như là đang nói thì chúng ta cũng không thấy nó xảy ra. Thì phải nói rằng là ngày hôm qua nghe cái cuộc mà những gì mà thông điệp mà gửi ra thì phải nói rằng là rất là challenge để mình suy nghĩ coi tất cả những chuyện đó nó bao nhiêu phần trăm nó là đúng sự thật nó như vậy. Và như tôi nói đó là ông Trump và Đảng Cộng Hòa dùng cái fear factor để mà làm cho người ta sợ hãi và người ta đi bầu với bên mình. Đó là cái chiến thuật tranh cử mà từ trước giờ các chính trị gia họ đều sử dụng. Đối với tôi thì cái chuyện đó là cũng ok, không vấn đề tranh cử mà. Nhưng mà xin nhắc lại cái vụ 12 năm. Hôm trước tôi có nghe một vài người bảo là tại sao mấy người đần độn thế, cái đó ông Trump nói giỡn là tại Wisconsin mà. Ông nói cái này thứ hai tuần trước tại thành phố Osco trước khi đại hội đảng dân chủ diễn ra. Và có nhiều người bảo ô cái đó ông nói đùa, đâu có đùa đâu, qua ông nói nữa. Không có đùa. Ông nói rõ ràng bầu cử năm 2016 là tôi bị nghe lén, coi như redo làm lại. Và tôi nói cho anh Long biết luôn là 12 năm là không đúng luôn đó. Theo tình hình này là có thể đó ông Trump vẫn thắng cử kỳ này và cuộc bầu cử kỳ này là gian lận, ông đã nói rồi. Thành ra là 8 năm nó không tính luôn, là phải thêm 8 năm nữa là tới 16 năm. Chứ không phải là 16 năm, đúng rồi. 16 năm chứ 12 năm. Cái đó là, và cái chuyện là chúng ta thấy rằng là có thể đây là một cái cách mà ông Trump làm, mà nếu ông thành công thì phải nói là tôi bái phục. Tôi lúc đó là tâm phục khẩu phục luôn. Bởi vì ông Tập Cận Bình là coi như ngồi suốt đời rồi, còn ông Putin ngồi tới 2036 rồi. Bây giờ nếu ông Trump ông tận dụng được luật lệ thay đổi hiến pháp hay gì đó này kia mà quốc hội chấp nhận, người dân Mỹ chấp nhận thì chúng ta phải chấp nhận thôi, thấy không? Thành ra là cái đại hội ngày hôm qua khai mạc quý vị thấy, và trong 4 ngày đại hội này nó là Trump Party chứ không phải Republican Party, chỉ có Trump Party. Và phải trị vì như vậy lâu mới nước Mỹ đi lên, bởi vì là coi do, nghĩa là ông là do rời gửi xuống. Thành ra tôi thật, nếu mà đúng rời gửi xuống như vậy thì không ai nên làm tổng thống hết, mà ông Joe Biden nên rút lui luôn. Là con thiên tử gửi xuống thì coi như là vua rồi. Cái đó là tôi thừa nhận cái đó luôn. Và xin quý vị đừng rời màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Thêm SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.